Xin chào anh em nhà gầy, ngày hôm qua thì chắc không phải anh em nào cũng biết là có cái tin Oppo Find X ra mắt. Thế nhưng mà đây là một chiếc điện thoại bên cạnh những cái thông số về camera cũng như là cấu hình rất rất khủng. Thì nó còn một điểm mà chúng ta cần phải lưu ý và mổ xẻ trong video này, đó chính là cái cụm camera thỏ thụt, cả cụm module tụt ra tụt vào như thế. Và vậy thì bắt đầu video để còn chém gió nào nhỉ? Đầu tiên thì nghe cái chuyện mà để dành cả một video ra chỉ để bàn luận cái cụm camera tụt ra tụt vào đấy nó phải hơi thừa. Nhưng thực tế cái vấn đề của cái cụm camera này thì lại có rất nhiều thứ xoay quanh nó. Trước hết là các bạn phải nghĩ xem, nếu bây giờ nhá, cái cho là mua cái cụm camera đấy về, thì cái việc đầu tiên mà các bạn cần làm khi bảo vệ một chiếc điện thoại đắt tiền đó là gì? Mang một cái ốp, mang một cái bao đúng không? Mà thông thường ốp với bao thì sẽ ôm tứ xung quanh đúng không? Thì các bạn thử nghĩ xem, ôm từ xung quanh xong là bây giờ các bạn bật cái cụm camera đấy tụt lên tụt xuống kiểu gì. Thì chắc chắn là cái cụm camera đấy nó sẽ không được nằm ở trong bao, hoặc nghĩa nhất nó sẽ khoét ở cái phần trên để có thể tụt ra tụt vào dễ hơn. Vậy thì trước hết là đối với cái việc mà dùng bao biếc bảo vệ nó đã không tiện lợi rồi, khi mà cái phần ở trên nó sẽ không được bảo vệ hoàn toàn, toàn diện như là các cạnh khác. Đấy là cái vấn đề đầu tiên khi mà chúng ta mới dùng một sản phẩm như vậy. Cái vấn đề tiếp theo mà mình nghĩ là cũng đáng để lưu ý, đó là hãng thì có bảo rằng là cái tốc độ để mà nhận diện khuôn mặt thì rất là nhanh, bởi vì họ đã loại bỏ hoàn toàn cả biến vân tay một chạm đúng không? Để có thể mở khóa khuôn mặt thì các bạn sẽ cần phải đẩy cả cụm module lên, và hãng cam kết là cái tốc độ là 0,5 giây. Mình nghĩ là sẽ có nhiều bạn muốn đánh đổi tốc độ lấy cái việc mà tụt ra tụt vào, cái việc tiện lợi của cái việc mà có một cái cụm module như vậy. Bởi vì hiện nay kể cả các sản phẩm có Face ID như kiểu iPhone X hay là những cái kiểu cảm biến nhận diện khuôn mặt khác thì có tốc độ khá là nhanh. Bây giờ cứ mỗi một lần tụt ra tụt vào nó lại mất đi 0,5 giây thì mình nghĩ là phần nhiều khi mà lâu dài ấy, mình cũng sẽ cảm thấy là nó không thích thú cho lắm. Bởi vì các bạn phải tụt nó lên, đợi 0,5 giây để hiện lên, sau đó là cái camera lúc đấy nó bắt đầu nó mới nhận diện, sau nó lại tụt xuống. Nói chung là mình cảm giác rằng 0,5 giây đối với mình nó hơi bị dài dài một tí. Nhưng mà cái này thì không thể nào mà tránh được, bởi vì rõ ràng là cái việc mà di chuyển cả một cái cụm module như vậy nó sẽ mất thời gian. Cái việc tiếp theo của cái vấn đề cụm cảm biến module là khi mà máy cứ tụt ra tụt vào như vậy, mình không nói đến độ bền nhá, mình sẽ nói đến cái vấn đề là chống nước chống bụi nó sẽ ra sao. Cứ cho là các bạn sẽ không bao giờ mà nhúng điện thoại ra ngoài mưa, không bao giờ đổ nước vào đi, không quan tâm đến chuyện chống nước, vậy thì chống bụi thì sao? Rõ ràng khi mà các bạn tụt cái module ra thì có thể bụi sẽ lọt vào các khe của module, và sau khi đóng lại thì nó sẽ lọt vào trong máy. Và liệu về lâu về dài thì nó sẽ có những cái vấn đề, ví dụ như là lọt bụi vào trong màn hình hay linh kiện hay không, thì cái này mình cũng khá là nghi ngại. Đó, đấy là những cái vấn đề mà chúng ta sẽ cần phải lưu ý khi mà chuyển sang sử dụng cái cơ chế là dịch chuyển nguyên cả cái cụm module bên trên như vậy, thay vì là cái giải pháp chỉ có một camera tụt lên như là chiếc Vivo Next mà lần trước mình đã có giới thiệu. Với anh em thì anh em nghĩ rằng là đây liệu có phải là một cái công nghệ của tương lai và các hãng sẽ đi theo cái xu hướng này hay không? Giống như là bây giờ nhà nhà người người đã đi theo cái xu thế 18.9, năm ngoái chỉ có mỗi S8 với lại LG G6, thì bây giờ người người nhà nhà đã 18.9 hết rồi. Anh em hãy để lại comment bên dưới cho mọi người và mình cùng biết để chúng ta có tiếp tục thảo luận và chia sẻ. Mình rất là mong là sẽ có những cái comment đóng góp của các bạn. Và nếu thật sự cái module camera tụt ra tụt vào này nó không có tác dụng thì các bạn cứ yên tâm là Oppo vẫn còn nhiều sản phẩm khác vẫn bình thường mà. Ví dụ như một loạt các sản phẩm S7 đang bán tại Hoàng Hào Mobile, thì anh em có thể tham khảo giá, mình để đường link ở bên dưới phần mô tả nhé. Và hãy nhớ kiểm tra xem là có quà tặng gì đi kèm hay không. Và nếu các bạn cảm thấy video thực sự hữu ích thì ngại gì mà không bấm chuông hay bấm subscribe để ủng hộ các video tiếp theo của bọn mình nhé. Nó miễn phí mà đúng không? Còn bây giờ thì bye bye anh em nhé. Ok. Được chưa? Của mày chưa? Ok. Mình.